lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng lạng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, sửa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thì đây chúng con cùng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đứng thượng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đứng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán tuyên cho. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đứng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đứng toàn tốt toàn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đứng toàn tốt toàn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phản nghịch lời nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Trong hân hoan chúng con
Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý với lớp giáo lý hôn nhân khóa 11. Xin lấy tổng kết cuối khóa cầu nguyện cho linh hồn Maria, Giuse, Bartolomeo, Augustino, Anna và các linh hồn tiên nhân. Để lễ dân của chúng ta được đẹp lòng Chúa, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin lương bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi chưa quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúa xin thương xót chúng con. Chúa xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và đường Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhào báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được? Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Đó là lời, đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Chúng con thân mến, ai sống đời sống gia đình mà bây giờ này sẵn sàng lên đây để được phỏng vấn? Không, tự mình thôi, đừng chỉ ai hết. Thì thôi, ai sống đời sống gia đình mà sẵn sàng lên đây được phỏng vấn? Được chứ không phải bị. Không có ai hết nhỉ? Không ai hết. Thế ra là chưa có ai lập gia đình cả. Thôi được rồi, không có ai hết thì cha chuyển đề tài thôi. Này nó hú. Xin lỗi chúng con, nãy cha tới trễ bởi vì nãy cha đi với lại chị Phương.
Rồi cái hai người nói chuyện cái lẽ ra phải quẹo qua bên này hay không quẹo, thế là chạy thẳng, phải đi lòng vòng, đi vô cái khu chợ rồi lại phải đi vòng qua vòng lại. Trong cuộc đời của chúng ta cũng nhiều khi nó cũng lẩm cẩm như thế, đường ngay không đi, lại chỉ chật có một cái thôi là phải đi lòng vòng. Hôm nay bài phúc âm đó nói một cái vấn đề nó rất là quan trọng, đó là tình yêu. Tại sao là tình yêu? Bởi vì nếu chúng ta không có yêu Chúa đó thì chúng ta không có được vào nước trời, nói nôm na là như thế thôi. Vậy yêu mến Chúa thì chúng ta phải hy sinh cho Chúa, vì Chúa mà hy sinh. Thì Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta là chúng ta phải dùng thập giá, phải vác thập giá. Còn nếu mà theo Chúa mà không vác thập giá, không chịu hy sinh thì thua rồi, thua. Mà thập giá đó là chỗ khác, Chúa nói là cái con đường hẹp. Nói cái khác thì chúng ta phải đi con đường hẹp. Còn nếu mà đi con đường rộng thênh thang thì nó không có tới, nó không có tới thiên đường. Cho nên phải đi, bắt buộc phải đi con đường hẹp. Nó có câu chuyện ngày xưa, hồi giáo hội sơ khai, tức là cách đây gần 2000 năm mà. Khi đó xảy ra ở bên Tây Ban Nha. Ở bên đó cái thời đó có một cái lạc giáo, mà hồi đó giáo hội ở bên Tây Ban Nha rất là gắt, rất là nhạt. Cho nên họ làm dữ lắm. Họ xây một cái lò lửa thiêu. Thế ai mà theo cái lạc giáo đó là thiêu luôn, ghê vậy. Và cái người đứng đầu đó là một vị hồng y. Thì hôm đó, cái thời gian đó, thời gian rất là sôi nổi. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện coi như là chỉ có một lần ở trong lịch sử của giáo hội, đặc biệt là lịch sử giáo hội của Tây Ban Nha. Thì một hôm á, mấy cái anh lính mà nó gác cái lò lửa thiêu đó đó, nó thấy có một cái ông ở đâu lạ lắm, đi vào trong cái thành phố của họ đó. Xong rồi mấy cái anh lính nó nhìn lui nhìn tới, ở cái ông này sao giống ông Giêsu quá nè. Xong rồi thế là báo cáo cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y nó ở ra coi. Đức Hồng Y ra coi, đúng rồi, đúng là ông Giêsu đây nè. Thế là Đức Hồng Y đó mới ra lệnh bắt Đức Giêsu nhốt bỏ tù ở trong hầm ở dưới. Thế là tối hôm đó đó, ông Hồng Y đó, ông rón rén, ông đốt đèn, ông xuống gặp Đức Giêsu. Cái chuyện này chúng con chờ chờ nha, để cha sẽ nói nó đầu đuôi. Là Đức Giêsu, Đức Hồng Y đó gặp Đức Giêsu bảo: ông này, cái thời mà ông xuống trần gian này á, là có những người đề nghị với ông á, là một số cái con đường khác, cái con đường của ông, mà ông không có chịu nghe. Đó, bây giờ ông còn mò về đây làm cái gì? Cho nên tôi nhất định là tôi phải xử ông thôi. Tức là cái chuyện này, tức là Đức Hồng Y nói tiếp, chưa quên. Đức Hồng Y nói tiếp là cái con đường của ông mà đã vạch ra đó, ông xuống trần gian này vạch ra cho người ta đó, là con đường tình yêu, tôi biết. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cái con đường của ông đã dẫn ông đến cái chết luôn. Ông đã bị đóng đinh và thập giá, chết. Đến bây giờ còn lại lò mò vào đây, lại còn đòi giảng tiếp tục cái con đường tình yêu đó hay sao? Chúng con, cái câu chuyện đó là câu chuyện, nó là câu chuyện văn học. Nó không phải câu chuyện thật. Văn học để nói lên rằng là có những người đó chỉ muốn cái con đường dễ dàng. Những người mà gọi là thời của Chúa Giêsu còn đã tại thế đó, họ đề nghị với Chúa Giêsu là phải dùng cái con đường này, con đường khác, con đường nọ, đường kia, chứ không có đường. Nếu mà dùng con đường tình yêu đó là sẽ bị tòi mạng như thế. Nhưng mà không phải. Chúng ta thấy trong bài phúc âm ngày hôm nay á, chính Phêrô đã đề nghị với Chúa như vậy mà. Đề nghị với Chúa ngược lại. Thầy không được. Trăm ngàn lần là không được. Thầy không được. Đi con đường đấy. Đi con đường đấy là chết. Thầy mà lo bị cứu độ mà thầy đi con đường như vậy là không được.
Tức là sao? Phêrô đi con đường nào? Đi con đường của quyền lực. Cho nên là có một lần Chúa Giêsu, cái khi mà Chúa Giêsu chịu trong cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đó, thì Phêrô rút gươm ra chặt cái gì? Tai của ai? Hả? Của lính à? Đầy tớ của một viên sĩ quan. Tức là ông dùng vũ lực. Không phải. Và vì ông đi ngược lại với lại cái con đường của Chúa Giêsu là con đường tình yêu, con đường chấp nhận cái chết như là con chiên hiền lành bị đem đi giết. Và cái giờ của Chúa đã đến rồi. Cho nên Phêrô không có được làm khác đi, không được làm khác đi. Đó. Và sao? Chúa Giêsu mới dạy cho Phêrô một bài học mà coi như là Phêrô bị Chúa mắng cho tê tua luôn. Chúa nói sao? Satan. Chúng ta thấy trong cả cái bộ Kinh Thánh đó, có bao giờ mà Chúa nói với ai mà Satan rồi? Mà Phêrô nha, chúng ta nhớ tuần trước ấy, bài phước âm tuần trước nói về cái gì? Có về Phêrô đó, lần trước nói về cái gì đó? Phêrô, con là đá, trên đá này thì sẽ xây hội thánh của thầy. Tức là sao? Chúa Giêsu coi như là chọn một cái người mà nhất ở trong 12 người đó. Coi như là một cách nào đó là cho lên chức và khen Phêrô. Mà đến ngày hôm nay chúng ta lại nghe cái bài phúc âm là coi như thê thảm cuộc đời Phêrô. Chỉ vì Phêrô không có chấp nhận cái con đường tình yêu của Chúa Giêsu. Mà con đường tình yêu đó là con đường phải chấp nhận khổ giá, chứ không phải là một con đường dễ dàng. Con đường dễ dàng Chúa Giêsu đã nói rồi là chỉ đưa đến diệt vong mà thôi, chứ không phải là đưa đến vinh quang. Đó. Hôm nay cha chia sẻ chúng con một điểm đó thôi, để chúng con tiếp tục suy nghĩ mình phải sống với Chúa Giêsu như thế nào, sống cái con đường thập giá như thế nào. Con đường thập giá đó chính là con đường tình yêu. Và con đường tình yêu không phải là lúc nào nó cũng ngon ngọt cả, mà nó có đắng như là chén đắng vậy. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của, đặc biệt là nói với hai con của ông Zebede là các con có uống nổi chén đắng của thầy sẽ uống không? Đó là con đường tình yêu. Con đường tình yêu nó phải ngọt mà cũng là đắng đót như thế. Cho nên chúng ta chấp nhận cái thập giá mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài phúc âm ngày hôm nay là phải từ bỏ chính mình. Phải từ bỏ chính mình để vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa. Đó là cuộc hành trình đức tin mà chúng ta không thể thay đổi được. Chúa đã đi con đường đó và Ngài đã đạt được cái vinh quang, và đó là cái bảo chứng cho phần rỗ của chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ là người cũng đã đạt được cái vinh quang đó rồi. Cách đây mấy tuần chúng ta đã mừng, 2 tuần chúng ta mừng lễ Đức Mẹ lên trời. Mẹ là cái nguồn vui của chúng ta và là bảo chứng cho cái hành trình đức tin của chúng ta, và cũng là bảo chứng cho cái con đường tình yêu của Chúa Giêsu. Xin Mẹ luôn luôn hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường đó. Giờ thì chúng ta cũng đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi.
anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh không ngừng rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho tin mừng của Đức Giêsu Kitô được nhiều người thành tâm đón nhận. Chúng ta cùng cầu xin ngày nay, nhiều người thích đời sống dề dài hơn là chấp nhận hy sinh gian khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều Kitô hữu, dám vì Chúa mà hy sinh phục vụ cho những người bất hạnh nhất của xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta đã lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa qua khóa học này. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho quý cha và thầy giảng viên được bình an hồn xác, luôn cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót và niềm vui trong cuộc sống, cũng như khi giảng dạy, để các ngài trở lên người đồng hành và là nguồn khích lệ cho anh chị em học viên trên hành trình khám phá Thiên Chúa và phục vụ nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Bình an cho anh em, chúng ta cầu xin Thiên Chúa từ bi, nhìn đến tình cảnh đau xót của con cái ngài, những người đang đau khổ vì đại dịch. Xin xoa dịu những nỗi đau của những bệnh nhân, ban thêm sức mạnh cho người chăm sóc, những người đã qua đời vào nơi an nghỉ ngàn thu, bắt cho chúng con được an ủi tình yêu của Chúa. Và ban dịch trực chức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người đơn sơ phải đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó nếu Chúa không ban ơn dung sưng, chúng con không thể nào vang tham gia theo chân Chúa đến cùng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Thank you.
em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phụng của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phụng tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa chịu trên và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa ban chuyển sinh và chém tu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con điền xứng đáng hậu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đến Kitô được quy tụ nên môn nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đấng mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Martin, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho những anh chị em. Kết thúc qua cho lễ hôn nhập. Bình an, xin Chúa giữ gìn anh chị em. Xin Chúa cùng như đến các cơ tơi Chúa là linh hồn Maria, Giuse, Bartolomeo, Agustino, Anna và các linh hồn thiên nhân mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đại trên như con Chúa thì cũng biến sống lại như người. Xin Chúa cùng như đến chị em chúng con đang thì trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người đã bị các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng khuyên đủ chúng con đã biết trận trong tình thương của Chúa. Xin cho anh hãy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa nâng xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa Thánh Giuse 300 năm Đức Trinh Nữ. Cùng các thanh trong tổ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hằng nhân của Chúa Thánh Thần. Xin hãy đừng ban cho hội thánh đường bình an và
hè nắng không nồng lại trái tim mình. Hân hoan lời tụng ca đón con dâng Chúa bao đêm ngày. Hát cho muôn thế hệ, hát cho muôn thế hệ, hãy ngợi cao ngợi Thiên Chúa. Lời Chúa thương con người chẳng nhạt phai, trái tim thờ trả lời, trái tim thờ trả lời, tiếng muôn đời. Tâm tư một chiều xưa đón hứa đến đại ngàn thu, thề nguyện yêu một Chúa cho vẹn một cuộc tri ân. Hân hoan lời tụng ca đón con dâng Chúa đến Chúa bao đêm ngày. Hát cho muôn thế hệ, hát cho muôn thế hệ, hãy ngợi cao ngợi Thiên Chúa. Con đời Chúa thương con người chẳng nhạt phai, trái tim thờ trả lời, trái tim thờ trả lời. Con xin trân trọng kính mời quý cha của cộng đoàn an toàn cho con thông báo một số công việc của cộng đoàn. Rồi, cha kính thưa quý anh chị em, chúng ta trong thời gian vừa qua, chắc là trong tuần vừa rồi chúng ta cũng xem trên mạng xã hội nhiều, chúng ta biết có người anh em của chúng ta là anh Phêrô Đặng Đình Đông, là người vừa mới qua đời đột quỵ. Hiện tại xác của anh Phêrô đang ở nhà xác Trung Ly. Vừa rồi thì trong tuần vừa qua thì con cũng biết một số anh chị em của đoàn của chúng ta có đến viếng nhà xác Trung Ly, và một số anh chị em cũng gửi tiền quyên góp giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của anh. Thì theo như chúng con được biết thì anh Phêrô Đặng Đình Đông á, thì anh qua đây được 9 tháng, qua được 9 tháng, và vợ thì cũng mới chạy qua được 6 tháng. Hai vợ chồng thì có hai con nhỏ đang ở nhà, thì nhờ ông bà tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà hoàn cảnh thì rất chưa khó khăn, nhưng mà cùng gia đình chạy vay tiền để hai vợ chồng qua đây làm ăn. Nhưng mà vì hoàn cảnh không may thì anh bị đột quỵ và mất trong ngày tuần vừa qua. Vì vậy thì đây là người anh em của chúng ta, đêm nay cộng đoàn chúng con cũng xin phép quý cha, và chúng con nhất thì hôm nay con biết là mặc dù là cuối tháng thì chắc chắn là mọi người chúng ta cũng ai cũng khó khăn cả, nhưng mà vì tình yêu thương của người anh em của chúng ta cũng may thì con thay mặt cộng đoàn thì hôm nay cũng xin quyên góp để ủng hộ cho anh. Thì bởi vì số phận không may hơn chúng ta thì xin cộng đoàn rộng tay với tình yêu thương người anh em của chúng ta, chúng ta quyên góp cho anh. Chuyến cũng có bị mất rất buồn cho những người lao động ngành nông nghiệp.
lát. Và tỷ lệ gây mất thì không phải là tỷ lệ hầu như là do ananas lát, đừng rất chi là ít. Thì không phải là để cho chúng con nói gì cả, nhưng mà thì nói ở đây á, là những ca cũng nói là tuần trước đó. Cái số lượng mà người đi lao động đây mệt mỏi tôi không nói, nhưng mà làm được đến khuya chúng ta bỏ tắm mình quá nên ta tắm ra. Con gọi hỏi thì hầu như là tắm đến khuya không để tắm liền và đi ngủ liền, cái tình trạng này rất nguy hiểm. Và con phải là tỷ lệ các nước khác á, như Philippines và Indo rất là ít người chết và họ sáng lên lao động như mình. Tại vì con theo như con biết, nhưng đặc biệt là người Indo có một số người cũng có lắm, mấy là người đến kia họ qua đồ tắm và đến sáng qua buổi sáng họ đi tắm thôi, chẳng cái gì đi đồ tắm không đi ra gì. Vì vậy hai chị em chúng ta đều về đến khuya, chúng ta có cả về chúng ta đều nhiều chúng ta đều giải quá, chúng ta tiếp tục những chuyện này trên trạm thì chúng ta hay bị một quỷ trong đầu cũng phải trời để mọi người là người tình cảm nguy hiểm như vậy. Và trong lúc anh chị em đang đi xin quyên góp á, thì thưa tổng đoàn hôm nay cũng là ngày tổng kết của lớp đại biểu quân nhân. Tổng đoàn đã tổng kết lớp quân nhân của hai năm qua thứ 11. Và sau cách 2 tháng nữa thì tổng đoàn sẽ mở các khóa mới. Thì nếu ai mà chuẩn bị tinh thần cho quân nhân thì khóa thứ 2 thì chúng ta chuẩn bị tinh thần để chúng ta đăng ký cho khóa thứ 2 khóa mới. Và giờ đây xin trân trọng kính mời hai cha nhân kiến trước, và xin trân trọng 14 anh chị em được cấp bằng của khóa 11 để nhân kiến trước với hai cha trao bằng cho 14 anh chị em. Xin mời 14 anh chị em và nhân trân trọng. Và sau đây con xin được mời một bạn đại diện cho lớp khóa quân nhân 11 nên có đôi lời cảm ơn đến quý cha chú thầy và các bạn đoàn. Trọng kính cha, kính thưa thầy giáo lý viên, kính thưa cộng đoàn cùng anh chị em lớp giáo lý hôn nhân. Sau 3 tháng dự học lớp giáo lý hôn nhân đã kết thúc với kết quả tốt đẹp, giờ đây chúng con xin đại diện cho các chị em học viên có đôi lời tri ân đến cha và sự quan tâm của các ngài đã dành cho chúng con trong suốt khóa học vừa qua. Và đặc biệt trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng con xin cảm ơn cách đặc biệt đến quý thầy giảng viên, kính thưa quý cha quý thầy, sau 3 tháng qua
là khoảng thời gian không ngắn, không dài, song đủ để chúng con cảm nhận ra muôn vàn ơn phúc Chúa đã thương ban cho chúng con qua sự dạy dỗ hướng dẫn của quý cha, quý thầy, giảng viên. Nhờ sự giảng dạy tận tình chu đáo của quý cha, quý thầy mà chúng con hiểu biết thêm về đức tin, giáo lý bí tích, giáo hình tuật hôn nhân, công giáo, tâm sinh lý và vai trò của cha mẹ đối với con cái. Những kiến thức này thật cần thiết cho đời sống hôn nhân của chúng con sau này. Mỗi học viên chúng con xin hứa sẽ vận dụng những hiểu biết mình được lãnh nhận và áp dụng thật tốt vào cuộc đời hôn nhân sau này. Chúng con xin cảm ơn quý vị hội đồng mục vụ đã quan tâm tạo mọi điều kiện để chúng con có đầy đủ phương tiện ổn định lớp học trong thời gian qua. Kính thưa cộng đoàn, sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ, sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ tạ ơn hôm nay đã nói lên tình yêu và sự hiệp thông của quý vị dành cho chúng con. Dù đã được chia sẻ những kiến thức chuyên môn, những kinh nghiệm sống hữu ích, nhưng đời sống hôn nhân chúng con còn phía trước có lẽ còn không tránh khỏi những lúc thăng trầm. Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để sống xứng đáng là những người con ngoan của gia đình và xã hội. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý cha, quý thầy, giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn. Môn vàng hồng ân Chúa, một lần nữa chúng con xin hết lòng tri ân, trân trọng kính chào. Giờ đây chúng con có món quà tượng trưng cho tấm lòng thành, xin dâng lên cha, quý thầy. Xin cha và quý thầy vui lòng đón nhận. Mời cha và hai cha và thầy lên cho con người bạn. Tình yêu thương mà chúng ta chắc là từ nay về sau hy vọng là chúng ta sẽ không
không phải đóng góp như thế này nữa, hy vọng không có ai mất nữa. Nhưng mà vì tình yêu thương thì chúng ta cũng anh chị em chúng ta cũng hy sinh để luôn sẵn sàng. Và những hôm nay thì các đoàn phải không tập hát, vì vậy mà sau thánh lễ ai mà đăng ký học cùng cha hai khóa hai lớp vừa rồi đấy thì chúng ta để di chuyển về được từ Thủy Nam của chúng ta học lớp học cùng với cha. Tôi xin cảm ơn cha. Xin có phải là điều thứ nhất là chúng con có biết là Thánh Tô Ma không ạ? Thánh Tô Ma là ai vậy? Là một coi như một vĩ nhân á, nhà trí thức, trí thức kia lắm. Cho nên cái anh này giống ông Thánh đó. Từ trí thức và đi học tới công nhân. Cha cũng gợi ý xem lại nhé. Chuyện thứ hai là cha thấy hỏi là chỉ có anh đó mà có mấy người thì có tới hôn nhân cứ thì thấy cứ đi tu mà lại học tới hôn nhân. Đúng rồi, thì tu đi. Anh đã kêu nói sức khôn rồi. Thank you.
đây cho con và thành thành nó.